Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch Covid-19 thì chúng ta đã được biết đến rất nhiều những cái mô hình ATM thú vị và ý nghĩa. Có thể kể đến như là ATM gạo, ATM oxy hay là ATM nhà trọ cộng đồng. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một mô hình ATM nữa mang tên là ATM nhân lực tiêm vaccine. Một mô hình được triển khai với mục tiêu là bổ sung lực lượng y bác sĩ tiêm vaccine phòng Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi biết đến mô hình ATM nhân lực tiêm vaccine, anh Tuấn đã tình nguyện tham gia. Cùng với anh Tuấn, còn có 150 y bác sĩ góp sức hướng tới mục tiêu hình thành 100 đội tiêm tình nguyện. Tiêm vaccine thì ngoài bà con là người Việt thì cũng có một số anh chị là người nước ngoài. Và khi được tiêm xong trở về thì họ tới, họ nói cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn con người Việt Nam đã cho họ được tiêm vaccine. Ngay khi tiếp nhận các nhân lực tình nguyện tham gia mô hình, các đội tiêm sẽ được hình thành với 2 người một đội. Lực lượng này sẽ được điều phối đến các địa phương cần nhân lực tiêm vaccine để tiêm cho người dân. Ở đây chúng tôi đã định nghĩa cái ATM lại là không phải là một cái máy rút tiền tự động nữa. Theo tiếng Việt là an sinh, tận tâm và mau chóng. Mong rằng các cái chương trình này sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh ATM nhân lực tiêm vaccine, nhiều mô hình ATM khác cũng đang hoạt động hiệu quả như ATM oxy, ATM F0 chống dịch hay sắp tới là ATM yêu thương với mục tiêu hỗ trợ những em nhỏ mồ côi do Covid-19. Mỗi mô hình một sứ mệnh và tất cả đang hướng tới mục tiêu cùng thành phố Hồ Chí Minh trở về cuộc sống bình thường. Tôi rất lấy làm hãnh diện vì đã góp sức vào trong cộng đồng phòng chống dịch và mong muốn tất cả mọi người dân đều khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường và an toàn. Cuộc chiến với Covid-19 đang giành được những chiến thắng quan trọng. Bằng sự nỗ lực và tiếp sức của những mô hình sáng tạo, chúng ta có thể tin vào một ngày mai không xa, bình yên sẽ quay trở lại.